Hoài Tâm và Hùng Lê Hùng. Dạ, hai đứa em là coi như hắc mặt công tử của The Nail Voice. Chào cả nhà. Hôm nay chúng tôi rất là may mắn là chúng tôi hội tụ về đây sau khi một cái mùa Nail Voice thứ nhất mà chúng tôi gặt hái thành công rất là rực rỡ. Và hôm nay thật sự là anh Hội Tâm có thay đổi nè. Chưa gì là em thấy là anh đơm bông kết trái rồi đó, còn có bướm bay la đà rồi nữa. Đó là một ngày vui, một ngày hạnh phúc, là tại vì quý vị biết sao, nếu mà quý vị nào theo dõi Facebook của Hoài Tâm cũng như của anh Đồng Sơn đó, thì là coi như mấy ngày nay là tụi này post trên Facebook Dallas có gì vui không ta. Dạ, Dallas rất là vui vì hôm nay là một ngày gọi như là Hùng Lê Hùng nói gọi là reunion của The Nail Voice, và không có thể nào mất thời gian của quý vị hơn nữa. Reunion thì không thể nào chỉ có bản mặt hai thằng này, đúng không? Đại em, dạ, đồng bọn của em The Nail Voice, giám khảo Thiên Nguyễn, dạ, thí sinh hạng nhì Hiếu Trương. Hiếu Trương bên kia, dạ rồi thế chị Hạ Vi, đây này Trung Nguyễn, dạ Trung Nguyễn là hạng ba đúng không em? Hồi nãy tại producer cho uống rượu nhiều quá, em giới thiệu lại nha. Dạ, kế bên em là giám khảo Thiên Nguyễn, và ngồi kế bên em Thiên Nguyễn là và thí sinh là coi bây giờ là ca sĩ tương lai Trung Nguyễn. Em có đổi nghệ danh cho em hay vẫn là Trung Nguyễn? Dạ em vẫn là Trung Nguyễn. Dạ thưa quý vị, và dạ, áo đỏ chứng tỏ là người đẹp nhất. Dạ ca sĩ giám khảo Hà Vi. Dạ Đồng Sơn, đồng thời chúng tôi còn có là nhạc sĩ Đồng Sơn và hai tiếng hát mà đoạt giải nhất và giải ba của chúng tôi vào mùa 1, đó là Bảo Hà và Hiếu Trường. Dạ. Chúng tôi hội tụ về đây, về Dallas để chúng tôi làm một cái cuộc reunion này, bởi vì một lần nữa xin cảm ơn nhà đồng hành OMG là công ty xuất xứ từ Dallas. Và đồng thời Noble lại là một người sát cánh với lại chương trình chúng tôi cũng xứ sở tại là Dallas nữa đây. Dạ, nói chung là đây là hai nhà tài trợ chính của cái The Nail Voice mùa 2. Và cả một lần nữa thì cảm ơn Noble Fine Jewelry cũng như là OMG. Và đặc biệt hơn nữa phải nhắc tới là công ty mẹ của chúng ta là Charmin Music Entertainment, là một trong những cái công ty mà chuyên làm về ngành giải trí. Vừa chúng tôi vừa đi tìm kiếm những tài năng mới, làm những sản phẩm về giải trí, và đặc biệt là chúng tôi đang khai thác rất là nhiều sản phẩm trong tương lai. Nếu quý vị nào theo dõi chương trình YouTube của chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ngỡ ngàng với Charmin Music của chúng tôi. So, quý vị giúp cho Hoài Tâm cũng như Hùng Lê Hùng bằng cách là subscribe liền cho Charm Music, đúng không? Hay là The Nail Voice liền, để quý vị theo dõi những cái chương trình kế tiếp của Charm Music Works. Thì vì chúng mình sẽ có những cái gì gọi là ca múa hát giữa sexy phun lửa múa lửa, là coi như chương trình chúng tôi làm hết. Đặc biệt hơn nữa đó quý vị, khi mà chúng tôi nhắc về vấn đề thành công thì thật sự là sau khi cái tiếng vang của The Nail Voice đó anh, em đi đâu người ta cũng đều khen nức nở về những The Nail Voice. Anh có được khen không? Em thì khen được hơi nhiều á. Tâm không có được khen nhiều, nhưng mà Tâm được một cái là cái The Nail Voice, tức là quý vị biết là một cái tiếng vang rất là lớn, tại vì Tâm làm ở ngành nghề nhà hàng thì khách khứa bước vào suốt một cái mùa Nail Voice. Nói thật với là anh Sơn, với team, với là chị Hà Bê và ba em và tất cả các bạn mà đang thi Nail Voice mùa 1 phải nên rất là mừng, vì bản thân của Hoài Tâm là đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc thi, nhưng riêng The Nail Voice nha là tiếng vang rất là lớn, và vì khách cứ bước vô ngã mỗi ngày là đều khen và đều nói The Nail Voice, đều mention tên anh Đồng Sơn. Nhiều khi đi ra đường em đi chung với anh Sơn mà khán giả không nhìn mặt em luôn, biết anh Đồng Sơn vậy là anh Sơn luôn. Cái đó là em nói thật. Và quan trọng rằng là tất cả các thí sinh, anh không cần biết là tụi em nhất nhì ba tư năm gì hết, nhưng mà mỗi đứa một màu sắc, và thật sự là khán giả rất là thích. Không phải là khán giả ngành làm trong ngành nghề nail không nha, mà tại vì cái chương trình của mình là được chiếu trên Vietface không anh? Yeah. Dạ đúng rồi, là khách của Vietface rất là lớn, là chiếu hết 50 tiểu bang, và khách ở nước ngoài như nước Úc, Canada vẫn coi được. Cho nên là The Nail Voice đã đánh một cái tiếng vang rất là lớn, một cái tiếng chuông đi rất là xa. Và anh nói thật một lần nữa là anh nhân dịp ở đây thì reunion, anh cũng chúc mừng cho Charm Music Works cũng như là OMG và cũng như là công ty Noble Fine Jewelry. Khi mà nhắc tới vấn đề tiếng vang đó quý vị, thì thật sự là chúng tôi rất may mắn có rất nhiều video của chúng tôi mà hit một cái lượng view cực kỳ là cao. Đúng rồi. Mình chưa nói về vấn đề Facebook, và giống như anh Hoài Tâm mới vừa nói là chúng tôi còn có platform của Vietface, đồng thời là còn có Viet On Demand. Thì thật ra tất cả những cái bài của chúng tôi được chiếu rất là nhiều kênh. Sự trong YouTube không là khó lắm em, tại vì người ta phải
searching, đánh vô cái tên chữ The Nail Voice, hoặc là đánh vô cái chữ Đôi Chân Trần, hoặc là đánh vô chữ tên Bảo Hà. Có nghĩa là người ta phải, một người coi người ta thích, người ta sẽ giới thiệu một người khác coi, mà phải có người đi searching. Cho nên đó là cái lý do mà Hải Tâm nói rằng là cái The Nail Voice đó, nó đã đem một cái tiếng voice, một cái tiếng vang rất là lớn, lớn đến nỗi mà recently ta biết là giám khảo Thiên Nguyễn về Việt Nam đó, mà là đi đâu là coi như người ta cũng nhận ra mặt, bởi vì em không có dám đi đâu cái chỗ mà gian gian díu díu mập mờ đó. Có điều kiến đen không? Có điều kiến đen không? Người ta nhận dạng là ở cái đôi kiến đen hay là nhận dạng là ở cái điểm nào của Thiên? Phải đeo kiến đen. Phải đeo kiến đen. Phải đeo kiến đen. Có cái này đó thì em mới chợt nhớ rằng là trong cái quá trình mình đi thi đó thì anh Đồng Sơn là lúc nào cũng là mang một cái tiếng là một vị giám khảo khó chịu nhất. Mà cũng không ngờ là vì cái điểm khó chịu đó mà ảnh lại là người mà người ta yêu mến nhiều nhất. Chắc là mình nên khuyến khích là trong mùa tới hoặc là trong tương lai giám khảo ca sĩ Hà Vi có nên khó chịu như anh Đồng Sơn không? Hoặc là anh Thiên Nguyễn có nên đổi cái e khó chịu một xíu không? Chị nói trước đi để cho cái thí sinh người ta để chuẩn bị tâm lý. Chào tất cả mọi người, hôm nay là Hà Vi có mặt ở nơi này và Hà Vi rất là vui là lần tới mình cũng được tham gia với một cái vai trò là giám khảo khách mời. Và vẫn là Hà Vi nha quý vị, vẫn là Hà Vi rất là dễ chịu. Hà Vi sẽ khơi ra những cái điểm để mà nhắc nhở các bạn, mình nhắc nhẹ thôi. Dạ. Chứ phải nhắc chứ chị, phải nhắc để thí sinh người ta biết người ta sai cái chỗ nào, hoặc là rồi, cần rồi để improve cái chỗ nào. Này là soi nhiều hơn chứ. Nhưng mà lần này phải soi nhiều hơn tí xíu, khó hơn tí xíu. À. Nói đây em hỏi em mà chị nói vậy xong rồi em hỏi ba thí sinh này coi có đúng rồi chị đi vậy không? Thích vậy không? Thích là soi hơn tí xíu. Thích không? Không phải nếu phải nên mình sẽ có những kinh nghiệm để mình đi thi trong cái kinh. Tụi em nói thật lòng đi, bây giờ mình đúng rồi đó, mình đã được giải rồi, mình cứ việc nói thật lòng là đối với Hà đi, Hà có thích giám khảo soi và quay ra từng điểm mà mình chưa làm tốt không? Cái lúc mà lên trên đó hát mà giám khảo đứng giữa đám đông nói thì giám khảo có thể làm cho mình bẽ mặt, mất mặt, nhưng mà mất mặt lúc đó, nhưng mà khi mà mình về nhà rồi á, những cái mất mặt nhờ những cái đó mình mới khắc phục được cái lỗi của mình, đó là tốt cho mình. Nhưng mà chị là người soi em đầu tiên. Đúng. em à soi em, cái vụ mà em đi đó đúng không? Không, cái ngày lúc đó còn đang tập là giữa anh em. Em có công nhận không, nhờ chị soi em lúc đó em ngày mai em có trình diễn tốt hơn. Đúng, tại vì cái lỗi mà phát âm đối với anh không biết, anh là hài sĩ thì em phát âm giọng nam, nhưng mà khi em là ca sĩ là em phải hát âm đúng chuẩn. Em cái anh và anh đồ này nọ là chỉ bắt em là đúng rồi bà nhưng mà các bạn bây giờ hỏi về vấn đề phát âm thì có phải đúng không chị Hà Vi? Ví dụ như chị Hà Vi là đi dòng bolero và quê hương thì nhiều lúc là chị phải hát đúng cái giọng nam, đâu có thể nào sử dụng giọng Bắc đúng không chị? Nếu như em thể hiện một cái bài về miền Bắc thì em phải phát âm giống như là miền Bắc. Còn nếu mà miền Nam thì mình cũng phải phát âm. Đó là cái căn bản của người đi hát, chứ chưa nói đi về là ca sĩ nữa đúng không? Không có lộn xộn. Còn sao? Hiểu chưa? Nói đi. Thì hôm đó thì hình như chị chưa có soi em. Chị chưa có soi em. Em ước. Anh nhớ là chị Hà Vi rất là vui về em. Chị Hà Vi lúc nào cũng cưng tất cả như thế. Không phải, tại lúc đó em hát hay quá đi. Chị có muốn bắt lỗi em mà không có cái lỗi nào chị bắt em hết. Coi như là chị là nhìn em là say đắm luôn vậy đó. Em cảm ơn chị nhiều. Còn em, Trung. Dạ. Trong mấy vị giám khảo em ghét ai nhất? Nói em trời, anh giờ là xong rồi. Xong rồi. Anh nói thẳng hay là sự thật? Ừ, hay sự thật. Để mấy thí sinh thì ra mới giờ hỏi cho này sao lại Thiên Nguyễn là đổi tướng vậy? Bộ đội định nói Thiên hay gì? Rồi ghét MC thôi phải không? Anh nói cho em biết là nhiều khi MC mình không có gặp nhau ở trong cái The Nail Voice nữa, nhưng mà khi đi đại nhạc hội chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài. Giới thiệu như thế nào là do MC người ta nói. Gây thù thì không nên nói gì đó. Em quay câu hỏi luôn rồi, em quay câu hỏi luôn. Quên câu hỏi luôn rồi. Quay câu hỏi luôn rồi. Khó quá, thôi trả lời đi. Và bây giờ thật sự là bây giờ có 3 tiếng hát nhất nhì ba tại đây đó quý vị. Thì Hùng Lưu Hùng xin muốn hỏi một cái câu rất là nhiều người đang tò mò đây. Sau khi ba em đoạt giải nhất nhì ba và đi qua hết một cái hành trình của The Nail Voice rồi đó, thì ba em có cảm thấy có sự khác biệt gì hay không? Có được một cái dấu ấn gì hay không? Có được nổi tiếng hơn chưa? Có nhiều show văn nghệ không? Hay là có những sản phẩm gì trong tương lai?
Đối với em thì sau cuộc thi thì em rất cảm ơn cuộc thi The New Voice rất là nhiều đã cho em cơ hội được đứng lại trên sân khấu một lần nữa. Tại vì trước kia thì em đã quyết định là mình sẽ dừng lại không tham gia vào ca hát nữa, nhưng mà The New Voice đã là một cái ngọn lửa đã thúc đẩy em được quay trở lại sân khấu, và hạnh phúc hơn nữa khi là đó là một phần trong thanh xuân của em. Thanh xuân hả em? Dạ, đúng mới còn năm mà cứng. Nhưng mà đó từ đó là bây giờ em còn con trẻ mà. Thanh xuân nhưng mà tất cả đúng quay qua quay lại một năm rồi thanh xuân. Tại vì The New Voice đã chào đón mùa 2. Nhưng mà các bạn đừng yên tâm, tại vì mùa 1 thì các bạn đã rất là thành công. Và giống như anh biết đó, là anh biết từ Trung tới Hiếu Trường cho tới Bảo Hà đều đã có những hành trang riêng để chuẩn bị cho cái hành trình trong cái vườn hoa văn nghệ của mình, đúng hay không? Không những là ba em mà anh biết là có rất là nhiều, anh Sơn anh nói đi, tại vì em biết là có rất nhiều thí sinh đã kiếm đến anh để coi như là có những mất mối quan hệ ha. Không, anh đừng tha lên cái chuyện gian gian dưới anh Sơn. Gian gian dưới đó là anh thật thôi, cho anh Sơn anh đàng hoàng. Gian gian dưới anh đàng hoàng. Cái đó là chỉ anh với anh Tim thôi. Như anh Sơn là anh biết là anh đang chuẩn bị rất là nhiều các em thí sinh. Mặc dù là không có là nhất nhì ba đi, nhưng mà các em vẫn chuẩn bị một cái hành trình rất tốt để bước vào vườn hoa nghệ thuật anh hả? Đúng không anh? Cũng có nhiều em liên lạc với anh thì cũng có một số thì cũng làm những cái công việc về âm nhạc. Hoặc là ít nhất là cũng xin những cái advice cần phải làm gì trong cái hành trình. Nhưng mà nói chung là tất cả các em đều rất là thoải mái liên lạc với anh, vì đó là một cái dịp mà họ biết đến anh, họ liên lạc với anh để mà họ có cái hành trang để mà họ đi tiếp cái con đường ca hát. Em nghĩ cái đó là một cái may mắn của tất cả các thí sinh hoặc là những cái ca sĩ tương lai mà có dự định là đi thi The New Voice. Tại vì khi tụi em bước ra khỏi cái The New Voice, không ngoài những cái kỷ niệm, những cái kinh nghiệm mình có, thì chúng ta còn có thể là có bạn bè anh chị em sinh hoạt chung với nhau. Và riêng với anh Đồng Sơn hoặc là anh biết là chị Hà Vi hay là tất cả anh chị em ca sĩ khác luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, advice. Và ngày nay là chúng ta phải may mắn là có cái Facebook nó kết nối đó, thì nó dễ liên lạc với nhau hơn, dễ hút cấp với nhau hơn. Bây giờ cho anh hỏi Bảo Hà nhé. Sau khi mà em đoạt giải nhất của The New Voice rồi, em đã định hình được con đường nào em đi chưa? Và giờ bây giờ em đang làm gì? Vẫn làm nghe thôi. Em báo tiệm rồi. Chúng tôi không khuyến khích là tất cả những người bán tiệm neo với quý vị vẫn nên giữ tiệm neo để làm. Cái này là anh biết, tại vì anh thân với Hà anh biết. Hà không có nói hết là Hà bán cái tiệm nhỏ và mua cái tiệm lớn. Bởi vì cái quán quân của The New Voice thôi đó mà phát triển mạnh như vậy sao? Giải nhất 25.000, còn như là một cái viên hộp bự 15.000 là 40.000. Rồi hôm bữa giờ là anh nghe đồn mà đi hát sơ sơ đó rồi cũng kiếm thêm mười mấy show nữa thì em đón đi. Chứ còn sản phẩm âm nhạc thì sao? Em có đang làm CD, quay MV? Dạ có. Cái đó khi nào thì anh có thể nghe được CD đầu tay của em? Cái đó anh khi nào anh hỏi anh Sơn cái là anh Sơn luôn. Ủa lý do tại sao liên quan tới anh Sơn? Cái này là mà gian gian díu díu mặt mời á, tại sao lại có liên quan tới anh Sơn vậy? Em nhiều chuyện vậy. Cái gì em cũng hỏi được, cái gì em cũng qua. Tại sao liên quan tới anh Sơn? Bộ anh Sơn ảnh có liên quan gì không em? Ảnh làm nhạc cho em, viết nhạc cho em hay là hối thúc em những bài nhạc mà em muốn đang làm hay sao? Em qua là 10 giờ sáng em qua. Tới 11 giờ đêm em mới về. Thì lúc rồi đó, em làm gì tới 13 tiếng đồng hồ? Thì vô trong phòng anh. Vô phòng anh Sơn hả? Phòng thu âm. Thì ai đang ngồi trong đó. Để cho người ta nói đi em. Nhưng mà thu âm gì mà tới 13 tiếng anh? No. Ai mà hát với mình tới 13 tiếng bao giờ? Anh cũng chỉ em rất là nhiều thứ. Từ làm nhạc, thâu âm, rồi là chụp hình, rồi cách chỉnh ảnh, cách chỉnh nhạc làm sao, everything rất là. Vậy khi nào mới có được CD đầu tay vậy anh Sơn? Ok, thì trở lại với cái chuyện mà em nói về cái vấn đề cái Charm Music Works á. Thì thực sự ra anh đang làm cái công việc của công ty thôi. Thì đó là cái công ty mà giải trí mà. Thì tụi anh có trách nhiệm sẽ làm việc với các em, là giúp các em có những cái sản phẩm trong tương lai để mà ra mắt với lại khán giả.
thì nãy giờ đùa cho vui thôi chứ đó là một trong những cái kế hoạch của công ty và sẽ làm cho những cái em hiểu ý của Bảo Hà nói. Thật sự là ông bà mình có cái câu là gọi là chim khôn lựa cằn làm tổ đó. Thật sự ra bây giờ nếu mà để mà bây giờ mình có kiến thức đồ này, anh Sơn anh có đầy đủ kiến thức anh là cái tổ đó. Dạ đúng rồi, thì đương nhiên phải kiếm đến ảnh để mà anh nghĩ là phải một mình Bảo Hà mà rất nhiều thí sinh sẽ kiếm đến anh Sơn, tại vì phòng thâu tốt nhất rồi, có sẵn kinh nghiệm đó, và những gì những cái gì tốt nhất của Hà thì anh Sơn sẽ khôi ảnh sẽ đem ra tốt nhất để anh đem đến một cái sản phẩm tốt để anh trình làng. Thì cho nên là Hà kiếm tới tới sẵn một thuê luôn là Hiếu Trương sau cái chuyến này cũng sẽ phải là làm việc với Hiếu Trương giống như vậy. Anh nhưng mà ngoài các em làm việc với lại anh Sơn về những đề âm nhạc ra, có ai đi theo hướng viết nhạc không? Em viết được bao nhiêu bài rồi? Dạ. Thì trả lời anh Hùng thì em viết thì cũng số lượng bài thì không có quá nhiều nhỉ? Đủ một CD không em? Dạ không, em nghĩ là không viết thì nhiều, nhưng mà để ra hoàn chỉnh bài mà để mình tự cảm thấy là cái bài đó có đạt tiêu chuẩn chưa. Vậy là em muốn đi single. À, anh nói em nghe nè, đừng có worry hết đó, tại vì thật sự trong một 10 bài viết, 20 bài viết chỉ cần một bài hit thôi là đủ kiếm tiền rồi. Dạ. Kiếm bao nhiêu vậy anh? Kiếm bao nhiêu vậy? Kiếm thầy. Cái đó anh nói cho em biết là ngoài ba nhất mà ba đây là người ta mới có chuẩn bị thôi. À. Nha, riêng giám khảo Thiên Nguyễn là người ta đã ra trình mắt ba cái MV và có 6 bài hát đã thu âm sẵn. Nếu quý vị không tin, giúp em lên YouTube bấm liền Thiên Nguyễn yêu mấy giờ ra luôn. Nghe nói là đang đình đám trên YouTube. Rồi bây giờ anh nhắc tới Thiên thì bây giờ mình hỏi Thiên đi nhé. Thiên, cái mùa neo vừa qua đó thì Thiên có cảm thấy là mình bây giờ nói lời hay trước đi, cái điểm hay của cái mùa chúng ta là như thế nào? Tim cảm nhận như thế nào? Thì em đi dạy nhiều thì em đã nghe nói nhiều về cái The New Voice, thì họ có đánh giá là cái chương trình của mình nó rất là gọi là trung bình. Tất cả các thí sinh đăng ký thi The New Voice mùa 2, các em hãy cứ mạnh dạn đăng ký, vì chương trình The New Voice của chúng tôi mùa 2 sẽ không có gian gian diêu diêu mập mờ. Chương trình cũng đâu có gian gian diêu mập mờ. Đúng rồi, nhưng mà chương này thật sự ra chị biết sao? Mùa 1 không có, nhưng mà khi tất cả các cuộc thi người ta đều có nghĩ những cái tiêu cực, cho nên người ta không tin. Nhưng mà giống như Tim nói đó, khi cái mùa 1 mình đã qua xong xuôi hết rồi, và bản thân Tim là một instructor master nè, em đi dạy rất là nhiều, thì đương nhiên người ta sẽ đến và người ta sẽ nói. Và anh xác nhận với em, nhiều người cũng đã đến và gặp anh và nói họ rất là thích, đồng nhiên có sở thích cực kỳ. Anh nói wow, giống như là anh phải đi lục lại anh coi bây giờ cái như cái mùa này, cái tuần lễ này là chiếu cái tập này thôi, thì có cái gì hay là khán giả vô họ nói cho anh, rồi anh lại đi lục lại anh coi, anh lại không đi coi. Nói thật như thế. Thì đó là vòng 1 thôi nhớ quý vị nha, đó là chỉ là mùa 1 thôi, bây giờ chúng tôi nhắc tới mùa 2. Mùa 2 của chúng tôi năm nay đó quý vị, Hùng Lê Hùng rất là sung sướng, xin cảm ơn ban tổ chức The New Voice again. Chúng tôi, Hùng Lê Hùng sẽ trở lại trong mùa 2. Hùng vui giải mà, Hùng vui vô. Đồng thời cũng có anh Hoài Tâm, rồi quý vị thấy là có anh Tim Nguyễn, có chị ca sĩ Hà Vi, có anh Đồng Sơn. Và xin quý vị hãy dọn vào trong cái poster sau lưng của chị Hà Vi thì chúng tôi gồm có tăng cường thêm là tiếng hát diva ca sĩ Minh Tuyết. Đồng thời là một người rất là kỳ cựu trong giới sân khấu của Việt Nam chúng ta là nghệ sĩ Hồng Đào. Thì bây giờ cho em hỏi trong quý vị mà behind the scene đi, cái lý do gì mà mình thay đổi như thế này và cái ý kiến của ai vậy? Anh để hỏi ý, để hỏi chính xác lại rằng là thật sự là trong giống như là chị giống như Minh Tuyết đi thì là ca sĩ lâu năm rồi này nọ, là trong cái ngành lĩnh vực âm nhạc luôn, thì có là một trong những vị giám khảo rất là kính đáng họ cho đó. Nhưng muốn hỏi anh Sơn hoặc là hỏi anh Tim cũng như là ban tổ chức của Charm Music, tại sao lại chọn chị Hồng Đào? Anh đã từng làm việc với chị Hồng Đào ở một số chương trình thì anh biết được rằng là chị Hồng Đào ngoài cái hình tượng là một kịch sĩ rất lâu năm trong cái lĩnh vực sân khấu thì chị có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc nhận định hay là đánh giá về những cái khả năng của các em thí sinh cho dù là ở lĩnh vực nào. Yes. Có phải là mùa 2 này của The New Voice muốn nghiêng về performer không? Chính xác. Muốn thêm về phần diễn xuất sao? Chính xác. Sự có mặt của chị Hồng Đào sẽ là một
một cái gì đó mà nâng đỡ những em thí sinh mà có các cái, những cái tố chất mà giỏi về biểu diễn, về ngoại hình, về cách diễn xuất, không chỉ tiếng hát không đó. Cho nên là cái chương trình lần này mình sẽ có một cái xu hướng là như thế này. Nếu như một thí sinh mà chỉ giỏi về thanh nhạc, kỹ thuật thanh nhạc, lên hát có thể hút hồn được khán giả, hút hồn được giám khảo không, chưa đủ. Chính xác. Một phải hút hồn được cả diễn xuất. Diễn xuất. Nhưng nếu như vậy thì có phải là chúng ta đang đi mỗi lúc một khó khăn hơn không? Không, thật mình sự đòi ra, hỏi nhiều quá. Thực sự nó đa dạng hơn, chúng ta là khó khăn hơn. Thật sự ra đó là giống như anh Sơn nói đó, em hiểu ý của anh Sơn liền. Có nghĩa là thật sự ra khi một ca sĩ đứng hát không, ngoài cái chất giọng thiên phú ra, khán giả họ coi mình, họ muốn mình là một entertainer, mà muốn coi mình là một performer. Mình phải đứng, mình trình diễn. Thì giống như anh Sơn nói, có nghĩa là coi như là charm music works đó, là muốn ngoài mình tuyển, có thể là cái người đó đã có chất giọng, có thanh âm tốt hết rồi, nhưng còn thiếu một chút về phần trình diễn, hay là làm sao cho đẹp, hay là truyền tải như thằng nào hay hơn. Thì chị Hồng Đào với kinh nghiệm 40 năm đó sẽ giúp cho các em đó, và chị sẽ nhìn ra và thấy được là thí sinh đó còn thiếu cái chỗ nào để làm cho nó hoàn hảo hơn. Wow, chúng tôi rất là rạo rực rồi quý vị, rất là đang kỳ vọng để coi thử là cái chương trình chúng tôi sẽ bằng cách nào để có thể chọn lọc ra những tiếng hát chúng tôi đang tìm kiếm. Cho em đề nghị được không? Em nghĩ là nếu mà cái mùa 2, nếu mà cái mấy các thí sinh mà nhất nhì ba đó, có phải là nên song ca với ba này không? Nhất song ca với nhất nhì, song ca với nhì ba, song ca với ba. Có một cái chuyện mình nói là mấy em sau này sẽ là những tình nguyện viên, giống như là huấn luyện viên cho Good idea. Hay. Thì đó, em sẽ giúp cho những cái em thí sinh mới. Và đó là lý do tại sao ba em được có mặt hôm nay. Gọi là về nguồn đúng không? Không phải, em thật sự là các bạn sẽ có đủ kinh nghiệm. Mình trải qua một cái mùa đó như vậy, mình feel lên như thế nào, mình chia sẻ như thế nào là sẽ nói rất là hay. Chưa nói có hay quá. Trò thi này, cuộc thi The Nevo của mình nó giống như một cái family. Dạ. Mấy em tham gia, mấy em rất là yêu mến cái chương trình, yêu mến những cái nhân tố trong chương trình, những người tổ chức trong chương trình, cho nên mấy em sẵn sàng phụ giúp một tay để mà tạo thành một cái big family. Thì các em thí sinh mới sau này vô cũng vậy, mình cũng hy vọng là các em cũng sẽ là một phần của cái gia đình của The Nevo Voice. Ngoài ca sĩ Minh Tuyết và nghệ sĩ Hồng Đào, thì Hùng Lê Hùng còn thấy là có một một nhân vật bí mật. Xin mời anh Tim hoặc là chị Hà Vi hoặc là anh Đồng Sơn nói qua về nhân vật bí mật này đi. Như thế nào, tại sao là bí mật vậy? Đàn ông hay đàn bà hay là như thế nào đi? Mình đang tò mò. Tâm nói thiệt luôn á, Tâm nói thiệt nghe Hùng, đừng có buồn nha. Không dành bạn nhiều chuyện thiệt. Không đó, tôi không có cơ hội, tôi hỏi một câu luôn. Nhìn cái hình là đàn bà đúng không? Cái tóc nó bầm bột ra như vậy là đàn bà. Lý do tại sao ban tổ chức lại giữ bí mật này vậy? Dạ, cái này là cái người để cho ý kiến những thí sinh, những cái thí sinh ở trong cái vòng chung kết, cho những ý kiến để cho những các em thay đổi hơn và làm tốt hơn, để cho ban giám khảo được lấy cái ý kiến đó để cho những em chừng nào thì mình mới công khai cái nhân vật này. Vòng chung kết tới vòng chung kết mình mới công khai. Qua mình giữ bí mật đến phút cuối luôn. Chứ bây giờ mình công bố liền là Facebook của chị đó bị ác liên tục bây giờ. Bảo đảm một cái coi bắt đầu từ ngày một cái chương trình Nevo sẽ chiếu là Minh Tuyết như là Hồng Đào đừng ác liên tục, không ai ác tôi đâu. Không, lý do tại sao vậy? Ăn ở sao mà tại sao mà ai vấn đề là quý vị, lý do tại sao không ai ép em với là anh Tâm vậy quý vị? Vấn đề là người ta ác mà ác đến khảo, người ta ác này nọ, ác mình được làm gì? Cái chương trình là đã nói gian díu không mà. Những gì Tim nói thì đó là trên cái nguyên tắc là mình kế hoạch là như vậy. Nhưng mà thật sự ra trên thực tế cũng có thể có những thay đổi mà thay đổi từ rất sớm. Nhưng mà nói chung là những thay đổi đều là những thay đổi tốt. Tất cả những cái thay đổi đó đều là benefit cho những thí sinh hết. Có nghĩa là mình muốn có sự công bằng, mình muốn có sự bất ngờ. Giống như là tới một cái vòng thi nào đó mình cần có một thay đổi, một cái yếu tố nào đó, lúc đó thì cái người dấu hỏi đó sẽ xuất hiện. Wow. Em rất là thích cái idea là anh mời tất cả các thí sinh là coi như là cựu thí sinh của The Nevo Voice mùa 1 quay trở lại vừa
chia sẻ kinh nghiệm, vừa phiêu lên được coaching cho các bạn để mà mình mấy cái đó là một cái ý kiến rất là hay, là giống như là có đúng là một nhà đó, gia đình một nhà của cái một cái family của một cái The Nail Voice rất là hay. Ủa Hùng, rồi mình nói vậy là The Nail Voice mùa 2 là bắt đầu khi nào ạ? Dạ bây giờ đi anh. Quý vị đang xem chương trình của chúng tôi thì thật sự là bây giờ giây phút này chúng tôi bắt đầu đang chấp nhận những cái tuyển sinh. Quý vị cứ ghé vào thenailvoice.org và chúng tôi sẽ có một cái thể lệ ở trên cái website đó, cũng giống như là mùa trước. Quý vị cứ đi theo đăng ký tên và dĩ nhiên là phải có ID để chúng tôi biết là quý vị đang ở đâu, và chúng tôi sẽ thông báo những cái thể lệ ở trên cái trang website đó mà chúng ta có thể dễ kết nối với nhau. Và bây giờ đó thì cho em hỏi lại là anh Đồng Sơn đi, thì năm nay cái sự việc mà thi của chúng ta mùa 2 này nó có tương tự như mùa 1 hay không? Ok, năm nay thì sẽ khác với năm ngoái ở vấn đề tuyển sinh. Thì năm ngoái là chúng ta đã khởi động cái tuyển sinh từ tháng 4, mặc dù là mình coi cái video là từ tháng 7, tháng 8 cho đi đúng không? Nhưng mà thực sự ra tuyển sinh là đã có từ hồi tháng 4 rồi. Mình phải vận động từ sớm. Đúng rồi, năm nay cũng vậy. Yeah. Bây giờ mình đã bắt đầu khởi động vấn đề tuyển sinh là mình sẽ, các thí sinh sẽ ghi danh, và sau khi ghi danh họ sẽ được, các em sẽ được vào một cái website ghi những danh sách, những cái tên tuổi của mình vào lý lịch rồi đồng thời kỳ này mình sẽ tuyển sinh bằng online. Wow, anh nhờ anh nói rõ thêm về cái việc này đi. Có nghĩa là bây giờ các em sẽ có thể tự do mở cái máy ra hát ở nhà, mở bằng beat, mở bằng karaoke, mở bằng one man band, hoặc là hát chay, dùng cái phone hay là dùng cái máy cho quay phim, tự quay mình cho một cái khoảng thời gian khoảng chừng 3 phút, rồi upload cái video lên cái hồ sơ của riêng của mình. Và khi mà các em đã làm cái chuyện đó xong đó thì sẽ có những cái giám khảo review những cái video của các bạn. Nếu như các bạn hội đủ những điều kiện thì các bạn sẽ được vào thẳng vòng audition, có nghĩa là vòng sơ tuyển đó. Sau khi mà chúng tôi review video, nếu như có những cái video nào mà có những cái sơ xuất, giống như là các bạn thâu lỗi bằng cách mở echo quá nhiều, không nghe rõ tiếng ca của các bạn, hoặc là các bạn quay không rõ mặt, hoặc là vì lý do gì đó, thì chúng tôi sẽ có một buổi casting online, live audition online đúng. Hôm đó mình sẽ có một cái ngày mình sẽ thông báo với các bạn, là lúc đó là các bạn sẽ log in vô, sẽ thấy được những giám khảo đang ngồi, các bạn sẽ hát trực tiếp cho các giám khảo nghe. Cho những thí sinh nào mà video có trục trặc, có vấn đề thôi, đúng không anh? Còn nếu mà những cái video nào mà ban giám khảo đã tuyển và cảm thấy là chúng tuyển vào cho vòng kế thì chúng tôi sẽ check mark và move on. Nếu những thí sinh nào thích live audition với giám khảo, chúng tôi cũng welcome luôn. Tại vì khi mà live audition như vậy đó thì các bạn sẽ nhận được những lời phê bình đó, để mà xây dựng để cho các bạn thích. Cũng có những bạn hơi nhút nhát thì tự quay phim ở nhà, tự làm gì cũng được. Nhưng mà nếu như các bạn đứng trước màn hình mà thấy ba vị giám khảo đang ngồi mà hát cho mọi người nghe và mọi người cho cái ý kiến thì đó cũng là một cái hay, rất là tuyệt vời. Tại vì nếu mà có thi rớt thì mình cũng nhìn, mình tắt máy rồi mình bỏ qua rồi mình chờ mùa 3, không có cần phải quê. Nhưng mà nếu mà như vậy được góp ý kiến. Ashley, bây giờ thì Hoài Tâm nắm được tình hình rồi, có nghĩa là ngay hôm nay khi các quý vị online ở nhà coi được cái video này, review nhìn của The Nail Voice này, có nghĩa là ngày quý vị có thể lên trên website thenailvoice.org là quý vị có thể vào đó sign up liền cho cuộc tuyển sinh mùa 2 The Nail Voice, đúng không ạ? Thì quý vị khi mà mình The Nail Voice, mình để tên tuổi, đời nghề nghiệp, rồi địa chỉ rồi này nọ xong thì quý vị sẽ có một cái phần đỏ đó, quý vị có thể upload một cái video không hơn 3 phút về hình ảnh, mình có thể là một cái music video, một cái MV mình tự quay thôi, không cần phải tốn tiền, đừng đầu tư nhiều quá rồi nhiều khi rớt mất công, hiểu không? Nhưng mà chắc chắn một điều là mỗi video của quý vị, chúng tôi có 3 vị giám khảo đều phải nghe qua hết, không sót bất cứ một video nào, cho nên quý vị cứ thoải mái nha quý vị nhá.
cho em hỏi anh Sơn với là team với chị Hà Vi, cái này ba vị giám khảo này, là tại vì khi cái vòng đó mà giống như cái phòng mà sơ tuyển đi, mà để nếu mà cảm thấy coi cái MV đó được để mình bỏ qua là mình đi thẳng tới một cái vòng kế tiếp, phải không, vòng audition, thì nếu mà những em nào đó rớt, mấy em đó có kiểu như không coi cái MV, mà chẳng hạn không phải là bị sơ suất gì đó, nhưng mà khi mình coi mình không thấy hay hay là mình chưa thuyết phục đủ mình thì họ bị rớt, thì các em thí sinh đó có nên rebuttal, có nên có cái tự động là làm một cái phòng live casting với các anh không? Có nghĩa là request một cái request một cái live casting với các anh không? Cái điều đó hoàn toàn có thể nên như vậy, ý là Hoài Tâm biết là sẽ có chuyện, tại vì khi mà mình được tuyển thì mình tốt, mình không được tuyển thì mình cũng second chance. Second chance. Ủa chứ sao tôi bị rớt? Nhiều khi mình bị sơ suất một cái gì đó, mình chưa đủ sức thuyết phục ba vị giám khảo, thì chúng ta có quyền request một cái buổi live audition, và như vậy cũng là cái tốt để cho cái hành trình mình về sau. Như vậy là ba vị giám khảo khi mà coi cái video của tuyển sinh đó, là mình chỉ có check mark là chúng tôi chấp nhận hay không thôi, chứ không có comment. Đúng rồi. Cho nên nếu mà có vị nào mà cảm thấy thắc mắc là lý do tại sao mà mình bị rớt, mình có một cơ hội thứ hai để mà có thể ghi danh thi với lại live. Như vậy thì như Hoài Tâm biết đó là quý vị ơi, có nghĩa là bắt đầu tuyển sinh là khi quý vị coi cái này là ngày 1 tháng 5 đúng không? Là chúng ta bắt đầu mở ra và chúng ta có 2 tháng, là đến cuối tháng 6 thì là coi như sẽ cất lại. Thì bắt đầu qua tháng 7 thì quý vị sẽ bắt đầu nhận được những tin tức từ The Nail Voice cũng như là John Music, là quý vị có được tuyển hay không, và quý vị có bắt đầu request for cho cái vòng live audition. Đúng rồi. Đúng không? Yeah. Vậy có nghĩa là cái website thenailvoice.org register chúng tôi sẽ close vào cuối tháng 6 năm nay. Cuối tháng 6 xong xuôi rồi ba vị giám khảo sẽ chấm, xong xuôi rồi sẽ bên Jam Music Work sẽ cho biết kết quả. Rồi quý vị lúc đó muốn request live audition, hoặc là bên đây ba vị giám khảo cũng có quyền request lại là quý vị phải làm live audition. Đúng rồi. Và dĩ nhiên là cũng giống như là mùa trước đúng không, là khi mà họ casting thì họ tự do chọn bài hát nào cũng được. Bởi ví dụ như là bolero, nhạc rock, nhạc tình ca. Ồ, khi mà nhắc tới bolero đó anh, thì em mới chợt nhớ rằng là hồi mùa 1 của chúng ta, thật sự là chúng tôi mình bị thiếu nhiều về bolero, đúng không anh? Mà phải khi nhắc tới bolero đó quý vị, rõ ràng là một cái thể loại bolero không thể nào thiếu được trong cái vườn hoa âm nhạc của Việt Nam mình. Mà sau này đó thì em thấy là nhiều nhạc remix, rồi là nhiều show game, rất là nhiều người ta trở lại cái bolero. Tại vì nếu mà như vậy, đối với Tâm là như vậy nè, music is a music, phải không? Âm nhạc là âm nhạc thôi. Thật sự là tại vì chắc là cái mùa vừa rồi thì nhiều các em theo dòng nhạc trẻ, dòng nhạc thính phòng thôi. Và thì cũng có, Tâm thấy cũng có nhiều em thi bolero lắm chứ, có dạ, chuyên nhà nè, có Đức dạ. Hiếu nè. Nhưng mà khi mà xét với thị trường đó anh, thì mình nhiều lúc mình cũng thấy là âm nhạc nó cứ đi theo thôi cái thời, giống như cái mốt gì đó. Mà bây giờ cái mốt bây giờ là cái mốt người ta đang chuyển bolero. Mà nếu mà các thí sinh nào mà hát bolero như vậy thì có được ưu tiên không? Ok, để trả lời cái câu hỏi này thì bên ban tổ chức có nhờ anh truyền đạt lại là thế này. Đặc biệt trong cái mùa 2, chúng ta sẽ có chú ý đến nhân tố mà bolero. Mà nói là bolero, thực sự là mình nói về nhạc tình và bolero, có nghĩa là nhạc quê hương, có thể là nhạc quê hương, nhạc xưa, nhạc tiền chiến, nhạc giống như là nhạc dân ca. Đó. Thì mình nói sâu hơn chút xíu nha, là cuộc thi này mình sẽ chú ý hơn về cái nhân tố này. Thì em đi ra ngoài có vài nơi đi diễn, thì có nhiều người ta tới là người ta khen cái chương trình Neo Voice, và người ta lại hỏi là ủa bolero hát nhạc tình quê hương da diết có welcome không? Đúng. Thì khi mà em nghe những cái câu hỏi đó thì mình có thể em tò mò nói chứ, ủa giải nhạc thì là nhạc thôi chứ tại sao lại e dè đó. Thì nhiều người ví dụ như là nói rõ là cũng có nhiều người người ta hơi trung niên, người ta cũng e dè là không biết là ăn mặc có tương tất hay không, có còn thanh xuân hay không, có lựa chọn về vấn đề nhan sắc hay không, là bởi vì họ chỉ có tiếng hát hay bolero mà thôi. Thì em nghĩ là nếu mà chương trình chúng ta mùa 2 này mà có những cái spot đặc biệt của bolero là cực kỳ hay, là bởi vì chỉ mình phải cho những cái dòng nhạc bolero đó cứ tự do thoải mái. Như là cái mùa 1 có cái chú nào đó như là đúng rồi, lớn tuổi rất là hay đúng không ạ? Thì cái đặc thù của bolero là gì, nó không phải là một cái loại nhạc được mà show off cái giọng nó làm cho người ta wow liền, nhưng mà bolero nó hay ở những cái gì, nhiều khi những cái liếng lấy những cái da dẻ, đúng rồi. Cho nên vì những cái đó họ sẽ không có lợi thế trong những cuộc thi. Ừ. Bởi vậy vì thế là mình nếu như mình
mình phải có một cái sự khuyến khích về những người đi thi bolero, thì lúc đó là những người mà đang hát cái dòng nhạc đó họ sẽ mạnh dạn hơn để họ đi thi. Rồi thôi cả nhà cứ yên tâm nha, là âm nhạc là âm nhạc quý vị hát cái gì cũng được, cái gì cũng được, múa cái gì cũng được, dân ca đương đại, bolero, tình ca, cải lương, nhạc trẻ, nhạc sàn, chơi hết. Đó là âm nhạc, đó là tìm nhạc và âm nhạc, đúng rồi, nó chỉ quan trọng tới âm nhạc thôi, giọng hát của các bạn thôi. Rồi bây giờ khi mà chúng ta có những tiếng hát rồi thì bây giờ nói vấn đề giải thưởng nhá, chúng ta có thay đổi gì hay cái này không? Ly kỳ nè, nói đi. cái này phải hỏi là hai nhà tài trợ của chúng ta có bơm thêm cái gì không? Thật sự không phải là hai đứa mình đâu, mà tất cả nãy giờ là coi như ai mà đang theo dõi coi, người ta cũng đang nôn hai rồi để coi giải thưởng là cái gì. Bây giờ đó, trước khi Hùng Lê Hùng nhắc tới vấn đề giải thưởng của mùa hai, cho Hùng Lê Hùng hỏi ba nhân vật, gọi là ba nhân vật lịch sử của chương trình The Neo Boy mùa 1 của chúng tôi. Giải nhất là Bảo Hà. Em ơi, em có lãnh đúng giải nhưng mà chúng tôi kêu không? Có. Rồi số tiền và quà đó em sử dụng ở đâu rồi? Dạ em em mang tiền về cho vợ. Chứ không phải là mang tiền về cho mẹ hả? Tiền là mang tiền về cho vợ. Em trời ơi, quá hả? Em có thể nào lên sóng em đang có vợ. Em mới 24 tuổi. Em tự nhiên bây giờ em đang có vợ hai con rồi, làm sao có fan được? Anh được hai con. Các cao phải bỏ cái tiền. Trời ơi, mình phải lên mình nói là em đưa tiền cho gia đình giữ, em hiểu không? Chứ không có nói đưa tiền cho vợ rồi lo tả rồi cho hai con. Ai mà nói như vậy? Thì lấy vốn làm ăn thôi. À, lấy vốn làm ăn thôi. À, lấy vốn làm ăn chắc hai đứa này. Chung nói đi Chung, giải thưởng làm gì Chung? Dạ, giải thưởng thì có một phần quà và một phần tiền mặt. Tiền mặt thì em sử dụng vào cái việc tiêu dùng hàng ngày vậy thôi. Sự sức đẹp hả em? Nhưng mà... hay là mấy áo quần? Hùng ơi, Hùng cứ nói cái ý của Hùng hoài à. Nói ý thằng nhỏ. Chưa có giải MC gì hết trơn. Tiêu dùng hàng ngày. Tiêu dùng hàng ngày. Anh tưởng mình làm em nhiều tiền rồi chứ. Nó cần tiền thôi. Thì đó, khi quý vị đã được nghe qua là hai nhân vật mà lãnh giải thưởng của chúng tôi đó, thì bây giờ mình nhắc tới vấn đề giải thưởng của mùa 2 nhé. Dĩ nhiên chưa nó hiểu này, coi hiểu coi hiểu rồi. Vậy hả? Thế dạ, giải thưởng làm gì, nó cái gì, nó ý nghĩa coi. 1, 2, 3 Em cũng có hai phần giải thưởng, một phần là tiền mặt và một phần là phần quà. Phần quà thì đầu tiên thì em về em tặng cái sợi dây chuyền đó cho mẹ em. Đó, thấy chưa? Cái đó là em cho anh là nói rõ hơn là giải thưởng hột xoàn của Noble. Dạ đúng rồi. Thôi em nói đi chứ còn cũng giả rồi. Dạ. 1, 2, 3 Và đó là giải thưởng hột xoàn đến từ file Noble. Dạ, em rất cảm ơn Noble rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên em có hột xoàn trong cuộc đời. Lần đầu tiên biết hột xoàn. Dạ đúng rồi. Ồ quá wow, đặc biệt quá hả? Chưa cho mẹ hột xoàn là tiền mặt làm gì cả. Còn tiền cash á, mà nói vui một chút xíu thì đó, em không biết là may mắn hay là xui rủi, thì em vừa đi thi về thì cái máy lạnh nhà em bị hư, và cái số tiền còn lại đó em trả cho cái máy lạnh của em. Vậy là may mắn đó quý vị, không kỳ là may mắn là bởi vì nếu mà không có số tiền mà chỉ cái máy lạnh là nóng ngực rồi đổ mồ hôi sao mà hát quý vị. May đó em, may đó ba đứa em. Nói thiệt nãy giờ anh chờ một cái câu là dạ em đem tiền đó về đầu tư cho sản phẩm CD rồi. Anh nói chứng tỏ là ba cái này là trung thực. Dám tiền của các C của giám khảo Thiên Nghị nha, là đầu tư vô 6 bài hát IP. Nghe Hiếu Trương nói như vậy thôi đúng quý vị. Quý vị nào mà ví dụ như là đang có máy già đang giọt nè, nếu không là vợ chuẩn bị sanh nè, nếu không là đang muốn còn một số tiền để mà làm gì đó, cứ nên đi thi với The Neo với chúng tôi nhé. Là bởi vì chỉ cần quý vị trúng thôi tiền, là chúng tôi giải tiền cũng giải ra mà mình lo làm cái gì sai gì sai. Đâu có, bây giờ mình quan tâm rồi, quan tâm chạy tới chứ. Bây giờ quan tâm chạy tới. Hãy giám khảo nói đúng. Tiền của người ta mà nó có xài thôi, nó xài. Mình đánh quá. Bây giờ là Kim nhắc tới, bây giờ Kim khai luôn đi, giải thưởng năm nay có khác biệt gì hay không? Có gì đặc biệt so với năm rồi không? Dạ, thực sự là không. Nó vẫn là một cái giải thưởng như vậy. Ủa sao trả lời lẹ dữ vậy? Hột xoàn cũng y chang kích cỡ như vậy luôn. Không có lớn hơn luôn. Cho nên nó mọi người giải thưởng rất là lớn như là năm ngoái. Cho nên mọi người... Hay mình cho con số luôn được không? Số dạ, mình cho con số đi, người ta hình tượng đấy. 25.000. Đó giống vậy. 25.000. Giải nhất là được 25.000. Dạ, 10.000 tiền mặt và 15.000 diamond. Và giải nhì là 10.000, 5.000 tiền mặt và 5.000 hột xoàn. Ừ. Giải ba đây mình hả? À, cũng giống nhau. Ok. Giải ba nữa, giải ba.
giải ba là 3.000 tiền mặt và một phần quà. Nhưng mà rõ ràng là mùa rồi đó chúng ta còn có những cái giải mà đặc biệt hơn, ví dụ như là cái giải mà giải của xuất tinh hay nè, Quân Nguyễn đó. Đúng rồi, cái đó là năm ngoái phát sinh thôi. Cái đó là nói tùy hứng mà nhập. Vậy năm nay có phát sinh không? Năm nay có thể phát sinh. Là bí mật tùy hứng mà giám khảo lúc anh cả buồn thì sao? Không có, thật sự ban giám khảo buồn thì kệ ban giám khảo. Và năm nay cũng có thể có phát sinh thì cũng phải tùy vào các nhà tài trợ. Chúng tôi phải cần phát lời. Phải nói rõ, chúng tôi phải cần phát lời trước quý vị. Chúng tôi rất là cần sự ủng hộ của quý vị. Nếu mà video của chúng tôi mà đang trình chiếu ở nơi nào quý vị bắt gặp, xin quý vị chia sẻ cái video của chúng tôi. Chỉ có quý vị mới có thể làm cho chúng tôi phát lời mà thôi. Không, và có phát lời thì nó mới có giải phát sinh. Thật sự ra thì giống như Hoài Tâm nói đó, ngoài giống như lúc nãy Hùng Lê Hùng nói đó là hai nhà tài trợ chính, đó là Noble Five Jewelry với là OMG, thì thật sự ra đó là hiện bây giờ là hai nhà tài trợ chính thôi. Nhưng mà chương trình The Nail Voice mùa 2 vẫn tiếp tục, ban tổ chức Charm Music Works vẫn mở ra để cho quý vị gọi vào và liên lạc để tiếp tục tài trợ cho chương trình The Nail Voice mùa 2. Tại vì Hoài Tâm biết rằng là mùa 2 này thì chương trình sẽ được hoành tráng hơn, lung linh hơn, lộng lẫy hơn, và quan trọng là cái tiếng vang sẽ đi xa xa hơn. Và nhân dịp đây đó quý vị, cho Hùng Lê Hùng xin cảm ơn một lần nữa. Công ty Noble Fine Jewelry, họ trụ sở tại Dallas. Quý vị có thể shop online bằng noble.jewelry. Chúng tôi sẽ có một cái list hộp xoàng đủ kích cỡ để cho quý vị chọn lựa. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng có bán vàng màu 18, vàng 24 và có vàng thẻ, vàng lá luôn nha quý vị. Và đặc biệt những một cái thứ hai nữa là công ty OMG là dòng bột nhúng mà do team là một trong những người rất là kỹ để chọn ra từng màu sắc để cho quý vị sử dụng trong các tiệm nail. Thì đằng nào cái mô hình tiệm nail của chúng ta bây giờ quý vị đã thấy là chúng ta phải cần rất là nhiều màu trong một cái tiệm nail, thì OMG lại là một trong những collection chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin ủng hộ OMG của chúng tôi, lúc đó mới quý vị mới có thể thấy được là cái sự mà cực nhập của Thiên Nguyễn với OMG đến cái nào, đúng không Thiên? Dạ. Vậy cái nên dạ OMG mà bột nó rất là tốt nha các bạn. Yeah. Mua hốt nha, vì làm cho tiệm mình đông khách hơn. Yeah. Và làm tay đẹp hơn. Yeah. Các thí sinh mà khi đi thi đó nhớ để cái chữ OMG vậy đấy, để giám khảo thấy. Không có đâu, và chúng tôi là không có gian díu vấn đề đó. Thật sự bây giờ quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy sign up liền cho The Nail Voice mùa 2 ở thenailvoice.org. Mùa 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 2022 và deadline là 30 tháng 6 2022, là chúng ta có hơn 61 ngày để chúng ta chuẩn bị cho cái hành trình The Nail Voice mùa 2 này. Sau tháng 6 thì tất cả ba vị giám khảo của chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt chấm cho quý vị bước vào vòng sơ tuyển, và chúng ta làm vòng casting đúng không anh? Vòng audition đúng không anh? Thì lúc đó thì quý vị sẽ lên theo dõi trên cái The Nail Voice ORG website để chúng ta theo dõi lịch thi nó sẽ đi như thế nào, đúng không anh Đồng Sơn? Dạ. Yeah. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì đừng có ngần ngại, cứ tiếp tục gọi, thì ban tổ chức của chúng tôi bên John Music Works sẽ trả lời cho quý vị biết. Và quý vị hãy mạnh dạn và đăng ký đi thi, đừng có ngần ngại gì hết á. Ở đời đối với Tâm thì mình cứ phải try. If mình không bao giờ mình try, mình không bao giờ mình thử thì mình sẽ không bao giờ có cái kết quả hết, đúng không ạ? Cho nên don't give up your dream and let's go ahead, sign up now thenailvoice.org. Bạn có phải là giải ba không? Giải nhì hay giải nhất? Còn chần chờ gì? Hãy sign up liền thenailvoice.org. Sign up now The Nail Voice.